Mình tạo một cái file Word nó có 4 phần, session 1, 2, 3, 4. Thì trong mỗi cái session là 1, 2, 3, 4 này á, thì nó sẽ có cái phần đánh cái header và cái footer khác nhau. Thì đối với một cấu trúc Word thì các em sẽ làm như thế này. Để các em mở file Word lên, các em đánh cho thầy là chữ phần 1. Rồi, enter phần 2. Rồi, phần 3. Phần 4 ha. Rồi. Tương ứng với mỗi phần này thì mình sẽ tạo ra các session tương ứng. Tạo ra các session tương ứng. Mình sẽ tạo ra session 1, 2, 3, 4. Đó. Mình đánh như vậy để mình đánh dấu đi ha. Rồi. Các em nhấp con nháy nháy vào đầu cái phần 2. Rồi. Các em chọn cho thầy là Page Layout. Chọn Red. Nhắn cho thầy cái phần là Next Page. Rồi nó sẽ qua trang ha. Rồi nó nhảy qua trang. Tiếp tục mình nhấp vào trong đầu nháy nháy của phần 3. Tiếp tục mình chọn Red. Mình chọn Next Page. Tiếp tục nhấp đầu qua phần 4. Mình chọn Red. Mình chọn là Next Page. Ha. Rồi, các em mới nhấp vô đây mình kiểm tra lại, các em chọn là View. Em nhấp vào là chỗ phần Rust. À, mình thấy là nó có 4 phần chưa? 1, 2, 3, 4. Đứa nào làm 4 phần là đúng. Em nào làm 4 phần đúng nha. Như vậy là mình 4 phần này tương ứng với 4 cái session đấy. 4 session. À, mình nhấp vào view nè, mình chọn Rust là mình coi coi nó có 4 cái session giống như mình thiết kế chưa. Rồi mình nhấp vào cái phần là Green Layout nè, trở về vị trí đầu. À, như vậy mình đã có được là 4 phần. 4 phần nè, session 1, session 2, session 3, session 4. À. Bây giờ đầu tiên là trang session 1 thì nó có header và footer các em. Không đúng không? Đúng mấy em? À. Như vậy mình nhấp vào phần 2, nhấp vào phần 2 cho này. Thấy phần 2 không? Nhấp lên đầu này. Đó. Là mình thấy có chữ là session 2 đây không các em? Có không? Có session 2 ha. Rồi, các em á thấy chỗ là sim a ra vợ thơm là tức là nó nói là cái nó sẽ giống như cái phần trên, thì các em nhấp vô trong bỏ cái link này, link ha, nhấp vô đây bỏ cho thầy, nhấp vô thấy mất cái chữ đó chưa, thấy mất ha. Ở phần này thì mình cần thiết kế là cái footer, footer thì mình nhấp xuống footer ở dưới cái footer mình có thấy chữ CME luôn không? Có không? Mình nhấp chỗ liên xu đó vào vô. Mất cái chữ. Mất cái chữ đó mới được nha. Rồi. Mất cái chữ đó mới thành công. Rồi. Như vậy cái phần session 2 là mình đánh dấu từ đâu các em? Đánh số từ đâu? A tới gì? A, B, C ha. Thì các em vô các em chèn cho thầy cái bay này. Thấy bay không? Mình chèn dưới đá đá đi. Nè. Chọn là Bootstrap bay, các em chọn cho thầy là một cái mẫu nào đó. À, một cái mẫu này đi ha, mẫu. Rồi sau đó mình thấy chỗ này có số 2 không thì mình phải đi định dạng nó lại, nhấp vô đây mình chọn là format bay number, mình cho nó là theo yêu cầu của mình là gì, là có phải ABC không thì mình chọn đây là ABC này. Bắt đầu từ đâu? Phải bắt đầu từ A không? À, ok. Đây.
ha. Rồi. Rồi. Tiếp tục mình xuống với phần 3. Phần 3 thì mình thấy có session 3. Thì mình nhấp vào đây cho nó khác thì mình bỏ vô đây ha. Nhấp vô đây. Link to your work. Là nó mất ha, phần 3. Và mình đánh dấu là ABC nhỏ. Thì mình chọn là vẫn chọn giống nãy ha. Bớt tôm này ha, mình chọn một cái mẫu khác đi, một cái mẫu khác cho nó phân biệt ha. À đây đi, đây. Thì vấn đề ở đầu nó dẫn ở đây là trang 1, ở đây là trang 2, thì mình phải chỉnh cái trang này lại. Cái trang này lại thì mình vô trong cái format main number này, mình cho nó là ABC nhỏ xuất phát từ A. Đây nó A. Rồi tiếp tục qua phần 4 ha. Phần 4 thì nó thấy cũng CME nè, CME. Mình nhấp bỏ thằng này, bắt cái chữ CME Revert là được. Bắt đầu mình mới insert cái button khác vô. Mình chọn một cái mẫu nào cho nó lạ lạ xíu. Rồi vô đây. Rồi tiếp tục. Cái trang mình xuất phát từ gì? 1 La Mã, 2 La Mã ha. Thì mình sẽ chọn là vào Ray Bay Format Bay Number. Mình chọn 1, 2 nè. Style ha. Như vậy là mình đã hoàn thành. Rồi mình nhấp vô mình cho nó view multi-bay đây. Đây ha. Mình thấy là cái phần 1 này có phần header footer không? Không đúng không? Phần 2 nè header. Cái footer mình là A nè. Phần 3 của mình footer A nhỏ nè. Phần 4 mình là footer này ha, thì nhỏ. Thì nếu như mình có qua trang ở phần 2, mình nhấn cần cho enter. À thì phần 2 nè, là footer ở đây là A nè. Mình thấy nè, A nè không? Ở đây là gì? Phải B không? A B. Còn đây mình có qua trang đi nữa, cần cho enter. Thì đây là A nè, ở đây là thời gian nó chưa. Rồi, đây A nè, ở đây là B nè. Phần 4 nó cũng vậy. Mình cho nó cần cho enter nó qua trang nè. Thì đây là mật y nhỏ nè. Y. Như vậy mình thấy là có ba cái footer nó khác nhau không? Là 4 phần. À, cơ bản là như vậy ha. Các em làm thực hành xong cho thầy ha. Rồi các em view lên cho thầy là phải đảm bảo là có mấy cái session mấy em? 4 session. Rồi các em thực hành là thầy sẽ hướng dẫn tiếp.